Suốt những ngày qua, thông tin chấn thương của Duy Mạnh và Văn Hậu khiến cho nhiều người lo lắng cho hàng thủ của Việt Nam trước tình hình nhiều trận đấu quan trọng sắp diễn ra. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, hôm 5 tháng 3, câu lạc bộ chủ quản của Hà Đức Chinh cũng thông báo tiền đạo này phải nhập viện điều trị. Trước thềm trận đấu mở màn V-League ngày 8 tháng 3 của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng làm khách trên sân của BKMX Bình Dương, chủ tịch đội bóng đã thông tin về tình trạng của Đức Chinh. Theo ông Bùi Xuân Hòa tiết lộ, cầu thủ này đang phải nằm viện ở Đà Nẵng. Được biết, Đức Chinh đang bị đau sau khi thực hiện những bài tập với cường độ cao do căn bệnh mãn tính. Tiền đạo sinh năm 1997 phải nhập viện hôm 4 tháng 3 vì men gan cao, cộng thêm có sẵn siêu vi B trong người. Chủ tịch câu lạc bộ SHB Đà Nẵng cũng chia sẻ, Đức Chinh có thể trở lại khi uống thuốc để men gan hạ xuống, tình trạng không quá nguy hiểm, nhưng huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức muốn an toàn cho cầu thủ nên không đưa Đức Chinh cùng đội vào Bình Dương. Men gan cao là căn bệnh mãn tính của tiền đạo Hà Đức Chinh. Chính điều này là cản trở lớn về thể lực của chân sút quê Phú Thọ. Anh gặp khó khi thi đấu và tập luyện ở cường độ cao trong thời gian dài. Suốt mùa giải 2019, sức khỏe là nỗi ám ảnh với Hà Đức Chinh. Chân sút sinh năm 1997 chấn thương ở cổ chân sau đợt tập trung cùng U23 Việt Nam hồi tháng 3 năm 2019. Tuy nhiên, cầu thủ này đã nén đau để thi đấu, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, mất tới 3 tháng chữa trị và bỏ lỡ nửa mùa giải V-League 2019. Trong bối cảnh nhiều trụ cột ở tuyển Việt Nam vừa gặp chấn thương như Duy Mạnh, Văn Hậu, Xuân Trường hay những chân sút chưa lấy lại phong độ ổn định như Văn Đức, Đình Trọng thì sức khỏe của Đức Chinh là điều rất được quan tâm. Do đó, để tránh những vấn đề đáng tiếc có thể xảy ra, SHB Đà Nẵng đã tạo điều kiện để Đức Chinh chữa trị dứt điểm căn bệnh mãn tính. Sau màn trình diễn ấn tượng ở SEA Games 30 vừa qua, người hâm mộ kỳ vọng Đức Chinh sẽ thi đấu tốt trong màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Hãy cùng chúc cho cầu thủ sinh năm 1997 mạnh khỏe và nhanh chóng lấy lại phong độ trên sân cỏ nhé!